Nhân kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam, sáng nay Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã đến thăm một số cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thành phố. Đến thăm và chia vui với cán bộ giảng viên tại trường đào Bách Khoa Đại học Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao những kết quả nổi bật của nhà trường, khẳng định danh tiếng của một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo kỹ thuật hàng đầu khu vực Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố kỳ vọng, nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy thế mạnh, có nhiều đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nhân lực công nghệ chip bán dẫn, một trong những ngành được thành phố xác định là mũi nhọn trong tương lai. Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ giảng viên nhà trường, dân ngày nhà giáo Việt Nam. Phó Chủ tịch mong muốn nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học, có những liên kết sâu rộng với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn Quốc để đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, đồng thời tăng cường truyền thông để thu hút sinh viên đến với ngành đào tạo mới, ngành vi mạch bán dẫn của nhà trường từ năm 2024.